Xin kính chào bà con. Hôm nay tôi xin gửi đến bà con một hồi ký tù cải tạo mang tựa đề là Biệt kích miền Nam của biệt kích quân Nguyễn Văn Hinh, Melbourne. Tôi tên Hinh, được anh em ưu ái tặng cho biệt hiệu Hinh Nẩu là vì hai lý do. Trước hết, tôi chuyên môn gài chất nổ để phá hoại. Sau nữa, tôi đã dám nổ vào mặt bọn cán bộ tuyên truyền của Việt Cộng. Bọn chúng tuyên truyền nói dốc với chúng tôi. Chúng nổ những chuyện không ai tin nổi, làm cho tôi nổi cơn. Tôi nói dốc lại cho chúng nghe, nổ lại bằng chính những câu nói dốc mà chúng nói với chúng tôi. Làm anh em biệt kích cười nông ruột. Từ đó, họ đặt cho tôi cái tên Hinh Nẩu. Năm 1959, miền Nam Việt Nam đang ở vào thời kỳ cực thịnh của nền đệ nhất Cộng hòa. Nhân dân an cư lạc nghiệp, chiến tranh là một điều còn xa xôi lắm. Lúc đó, tôi đang học lớp đệ nhị, sửa soạn thi kỳ thi tú tài 1. Chưa thi, tôi đã vẽ ra cái vinh quang của người học sinh thi đậu bằng Bắc Âu. Quay phong lẫm liệt bước lên học lớp đệ nhất. Năm sau thi tú tài đôi, có bằng bắt đơ rồi là cứ ung dung ghi tên vào thẳng Viện Đại học Sài Gòn. Tự chọn phân khoa mình ưa thích, y, nha, dược, kiến trúc, kỹ thuật, luật, văn khoa, mà không phải qua bất cứ kỳ thi nào cả. Vì cái diễn ảnh đẹp tươi đó, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ đậu kỳ thi cuối năm. Số mình đậu chắc chắn sẽ đậu, không cần phải cố gắng chi cho nhiều. Rủi thay, tôi lại thi trước. Vào thời đó, chưa có lệnh tổng động viên, nên tôi cứ tàn tàn học lại chờ thi khóa 2. Số mạng của tôi là miệt mài khoa cử, nhưng lại khác mọi người. Khoa cử của tôi không về các nghề nghiệp dân sự, mà lại khoa cử về binh nghiệp. Một hôm, trong khi tôi đang ngồi chăm chỉ học bài thi, thì người anh họ học cùng lớp của tôi đến chơi. Đợi lúc không có ai, anh ghé tay tôi nói nhỏ. Ê, tao tình nguyện đi học khóa hạ sĩ quan đồng đế, vừa thỏa mãn đời trai tăng bồng hầu thị, vừa có tí tiền xài. Tôi thắc mắc, anh không lo học để mà thi lại bằng tú tài 1 à? Đi lính trước đã, khi ra đơn vị rồi, nộp đơn xin về đi thi. Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục đồng ý nâng đỡ những quân nhân có tinh thần học hỏi, nên cho thêm điểm, dễ đậu lắm. Tôi nghe bùi tai, xin cha mẹ cho đi lính, học căn bản quân sự ở trung tâm huấn luyện Quang Trung 3 tháng. Đến khoảng tháng 9 năm 1959, chúng tôi khoác ba lô đi Nha Trang để học khóa Trần Bình Trọng ở trường Hạ sĩ quan Đồng Đế. Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ tên khóa học, nên tên này có thể đúng và cũng có thể sai. Gần mạng khóa học, các binh chủng quân đội như nhảy dù, thủy quân lục chiến, thiết giáp pháo binh yêu cử phái đoàn đến để giới thiệu binh chủng của mình và cũng để tuyển mộ tân binh. Tôi đang đứng sớ rớ thì gặp thầy giáo đầu đời bậc tiểu học của tôi là thầy Khai Tâm. Thầy đã không còn tiếp tục dạy học nữa mà mang lon trung quý, mặc bộ quân phục nhảy dù, đội mũ bi rê đỏ chói, làm trưởng toán tuyển mộ của lữ đoàn nhảy dù. Thầy hỏi tôi, em có muốn đi lính thiên thần mũ đỏ hay không? Thôi thì thầy đi đâu trò theo tới đó. Tôi đặt bút ký tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù. Học xong khóa huấn luyện nhảy dù, tôi được bổ sung cho tiểu đoàn 5. Do đại quý Phạm Xuân Soạn làm tiểu đoàn trưởng. Sau vài tháng mưa nắng chén trường, là tới kỳ thi tú tài 1. Do tôi đã nộp đơn từ trước nên được cho một tuần lễ nghỉ phép để về Sài Gòn dự thi. May mắn đã đến. Tôi được chấm đậu. Đại quý soạn ký giấy cho tôi đi học khóa 3 sĩ quan đặc biệt, cũng tại trung tâm huấn luyện Đồng Đế Nha Trang. Mạng khóa học tôi được gắn lon chuẩn quý, nhưng sự vụ lệnh cấp cho tôi lại không trở về nhảy dù, mà lại về phục vụ cho lực lượng đặc biệt, trực thuộc lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống. Tuần lễ đầu tôi được đặc biệt cho hưởng nhàn, đi tới đi lui trong doanh trại ở đại lộ Thống Nhất, gặp và làm quen với những biệt kích quân khác, mà đa số là độc thân, trẻ tuổi, và theo đạo Công giáo.
Suốt một năm trời sau đó, tôi được đưa đi học đủ thứ khóa học của biểu kịch. Vì đã có bằng nhảy dù rồi, tôi chỉ học thêm những môn học sau đây. Tình báo, truyền tin, khai thác mật mã, phá hoại, tác chiến và mưu sinh thoát hiểm. Đầu năm 1962, tôi mãn khóa học để chính thức trở thành một biệt kích quân. Chuyến hành quân đầu tiên của tôi là đổ bộ vào Hòa Tĩnh, theo dõi tình hình và bắt cóc một người lính Bắc Việt, đem về hậu cứ để khai thác thêm. Đêm tối đen còn hơn mực, tôi được một gian đỉnh của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cải trang thành một thuyền đánh cá của ngư dân vùng Hà Tĩnh, đưa vào gần bờ biển. Từ đó tôi một mình một bóng bơi vào bờ, đem theo trong mình giấy tờ tùy thân của một ngư dân Hà Tĩnh, một bức thư liên lạc, một máy truyền tin và một khẩu súng lục Browning. Vào bờ, tôi liên lạc với điệp viên gài sẵn của biệt kích bằng cách đem bức thư liên lạc đến bộ tại hộp thư chết. Đó là một địa điểm do điệp viên của chúng ta tại Hà Tĩnh chỉ định để nhận thư và tài liệu. Khi nhận được tài liệu, người điệp viên sẽ liên lạc trực tiếp với tổng đài để báo tin và cho địa điểm của hộp thư chết sắp tới. Đúng giờ đã ấn định, tôi liên lạc với tổng đài để biết sẽ phải tới đâu để nhận tài liệu. Biết được đích xác nơi phải đến để dò thám, tôi cứ tự nhiên như là người bản xứ, từ rừng đi vào thành phố Vinh, nhập vào đoàn người mà đi tới đi lui trong giới hạn mà tôi có thể di chuyển. Trong thời gian này, tôi phải chọn đối tượng để bắt cóc. Đối tượng phải là một người lính chính quy của Bắc Việt, có mặc quân phục hẳn hoi. Tôi mon men lại gần một bệnh viện của đám bộ đội. Bọn chúng đi tới bệnh viện xin khám bệnh vào sáng sớm và chiều tối. Tôi theo dõi tìm được một con mồi. Đợi lúc hắn ta đi về nhà một mình, ra tay nhanh như chớp, chụp thuốc mê kéo anh ta về bãi biển đã định sẵn. Đêm đến, ghe đánh cá vào tận nơi. Những anh em biệt kích khác phụ với tôi khi người tù binh lên thuyền, trực chỉ Đà Nẵng. Sau này tôi được biết người tù binh đó là một thượng quý. Khi tỉnh dậy, anh ta như là lạc vào một thế giới khác, với những người nói cùng một thứ tiếng với anh. Nhưng không gian thì hoàn toàn khác hẳn với thành phố Vinh của anh. Anh đã thực tình khai báo những gì mà anh biết về tình hình địa phương và đơn vị trực thuộc của anh. Trở về Sài Gòn, tôi được chỉ định ở tại một ngôi nhà gọi là nhà an toàn, với một số anh em khác. Đó là một ngôi nhà rất bình thường trên con đường Trần Hưng Đạo, cũng rất bình thường của thành phố Sài Gòn, mà lực lượng đặc biệt sử dụng cho các toán viên có nơi cư trú và dễ tập trung. Gia đình tôi vẫn ở vùng Hòa Hưng, nên tôi về đó sống tiện hơn là ở nhà an toàn. Được thảnh thơi khoảng một tuần, tôi được lệnh lên máy bay trở lại Đà Nẵng, rồi từ đó bay thẳng qua Lào, vào khu rừng núi Trùng Điệp, căn cứ của biệt kích và CIA Mỹ, nằm trong khu vực của tướng Lào Văn Phao. Tôi nhớ rõ là được ký tên trên giấy tờ và làm việc với tư cách điệp viên, không có tên tuổi, không có số quân, không đơn vị. Mặc dù về phía Việt Nam, tôi gốc lính nhảy dù, biệt kích, có số quân hẳn hoi. Sau đó, tôi được xếp tóm 6 người sẽ lên trực thăng nhảy xuống vùng biên giới Lào-Việt để xâm nhập vào Nghệ An. Tôi chưa hề gặp và quen biết những biệt kích quân cùng toán với tôi. Những cái tên mà chúng tôi được giới thiệu để gọi nhau đều là những tên giả. Giấy tờ tùy thân, mặc dù là giấy thật, có đóng dấu đỏ chót của khai thác địa chất miền núi, nhưng lại do CIA cung cấp. Thời gian này, toán chúng tôi chỉ có nhiệm vụ thu thập tin tức, giữ liên lạc với những điệp viên đã được gài sẵn ở miền Bắc mà thôi. Những tin tức này được gửi về Đà Nẵng để tìm hiểu thêm và từ đó đưa ra những kế hoạch hành quân. Ngoài những toán biệt kích Việt Nam, trung tâm hành quân này còn có những toán biệt kích của Đài Loan. Họ đều lớn tuổi, khoảng từ 30 tới 45 tuổi, nhưng tinh thần chống cộng rất cao. Thời gian đầu chưa quen biết, họ nói tiếng Hoa, chúng tôi nói tiếng Việt. Lúc sau có nhiều người trong bọn họ học nói tiếng Việt, nên chúng tôi nói chuyện vui lắm. Ở phần đầu tôi có nhắc tới những điệp viên của chúng ta gài lại ở miền Bắc. Làm cách nào mà phòng phản gián của chúng ta gài được những điệp viên này? Theo tôi được biết, vào năm 1954, trước khi quân đội Pháp rút khỏi miền Bắc, họ có tuyển một số người tình nguyện.
đưa đi học một khóa tình báo ở Osaka khoảng 15 ngày, sau đó đem họ trở về sống bình thường ở khắp nơi trên lãnh thổ miền Bắc. Con số điệp viên không biết là bao nhiêu, gồm cả những điệp viên của Tướng Tưởng Giới Thạch, Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc. Những lần ra Bắc, chúng tôi thường xuyên liên lạc với họ qua những hộp thư chết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt họ, và cũng không bao giờ được phép tìm hiểu họ là ai. Những điệp viên này tùy theo nhu cầu có thể xin phép tuyển thêm nhân viên. Họ được trả lương và cung cấp máy truyền tin mới rất đều đặn. Cho đến nay, những điệp viên này vẫn còn sống. Có điều không còn ai liên lạc với họ nữa, và họ cũng chẳng còn ai để báo tin. Thông thường, cứ khoảng 3-4 tuần, chúng tôi lại làm một chuyến công tác chạy toán một lần. Mỗi chuyến công tác kéo dài khoảng 7 ngày, có khi kéo dài cả tháng, tùy tình hình an ninh tại nơi thu thập tin tức và nơi trực thăng bốc chúng tôi. Cuộc đời của người lính tình báo biệt kích tuy nguy hiểm và đầy những cam go và thử thách. Có đời lính nào mà không nguy hiểm và cam go hay không? Nhưng đa số những toán tình báo đều trở về đầy đủ và an toàn. Sau mỗi chuyến công tác ở miền Bắc trở về, chúng tôi được đi máy bay hàng không Việt Nam về Sài Gòn hoặc Đà Nẵng nghỉ phép. Chuyến công tác dài bao nhiêu ngày thì khi về sẽ được nghỉ phép bấy nhiêu ngày. Mỗi khi đi phép, chúng tôi đều mặc thường phục và sống tại những nhà an toàn đã định sẵn. Chỉ những lần đi lãnh lương thì mới mặc quân phục mà thôi. Chúng tôi mặc quân phục của lính nhảy dù, đội mũ đen có gắn kính dù tương tự như binh chủng nhảy dù, nhưng kích thước lớn hơn. Sau này mới đổi qua BG màu xanh lá cây giống như thủy quân lục chiến. Mặc dù không có thẻ căn cước quân nhân, nhưng chúng tôi có một giấy chứng nhận với chữ ký của Đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt. Trên đó có in tiêu đề của binh chủng, tên quân nhân, số thứ tự của giấy chứng nhận và huy hiệu cánh dù biệt kích. Tên trên giấy chứng nhận là tên thật của chúng tôi, và vì không có hình ảnh dán kèm, nên mỗi khi chúng tôi gặp rắc rối, quân cảnh chỉ còn một cách duy nhất là gọi điện thoại cho bộ chỉ huy của chúng tôi để hỏi thêm chi tiết mà thôi. Tiền lương của chúng tôi lãnh là lương bình thường của người lính Việt Nam Cộng Hòa, kèm theo phụ cấp bằng dù, bằng biệt kích mà thôi. Ngoài tiền lương này về phía Mỹ, mỗi khi nhảy toán trở về, chúng tôi lãnh thêm tiền phụ cấp của CIA. Vì những tin tình báo do chúng tôi thu thập, CIA cũng đều sử dụng. Tương Dương Văn Minh đạo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm hồi nào, tôi hoàn toàn không có biết, vì lúc đó tôi và anh em còn ở túc ngoài Nghệ An lặng. Sau chuyến công tác, vào khoảng tháng cuối tháng 11 năm 1963, tôi nhận được sự vụ lệnh về trình diện bộ chỉ huy gấp, do Đại tá Lam Sơn chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt ký, được mời về một cấp đặc biệt như vậy. Anh em trong toán và ngay cả tôi nữa cũng đều cho rằng tôi sẽ được thăng chức hoặc ít ra cũng được gắn huy chương vì thành tích nhảy toán xuất sắc. Vào phòng chỉ huy trưởng, tôi chẳng thấy huy chương, cũng chẳng thấy lon lá gì để sẵn cho tôi cả. Trái lại, Đại tá Lam Sơn hỏi tôi một câu mà tôi không hề dự định. Chú em là đảng viên của đảng Cần Lao Nhân Vị phải không? Tôi thất vọng buồn bã trả lời ông. Dạ đúng thưa đại tá. Tại sao chú lại gia nhập đảng Cần Lao Nhân Vị? Tại vì đảng này có đường lối ôn hòa, tôn trọng sức cần lao và nhân vị con người. Chú em có biết rằng Hội đồng Tướng lãnh Cách mạng đã ra chỉ thị đình chỉ công tác, theo dõi, thẩm vấn và loại trừ những đảng viên của đảng Cần Lao hay không? Thưa đại tá, có phải đây là lý do tôi được gọi về trình diện đại tá? Đúng vậy. Nếu vậy thì tùy đại tá định liệu, tôi là lính lúc nào cũng chỉ là một người lính mà thôi. Lệnh đó áp dụng cho những vị chỉ huy cao cấp kìa. Chứ còn tôi, suốt ngày tôi ở rừng ở núi, không lẽ đại tá đình chỉ công tác của tôi cho tôi về hậu cứ? Hê, chú mày ngon, dám nói như vậy với chỉ huy trưởng. Tôi đâu có còn cách nào để mà nói nữa, thưa đại tá. Đại tá Lam Sơn chống tay cạnh sườn, đi tới đi lui trong phòng một hồi để suy nghĩ cuối cùng. Ông đập tay lên bàn một cái rầm, nói với tôi. Được, chú mày ngon, thì anh cũng chơi ngon với chú mày. Anh cho chú mày 14 ngày phép, sau đó về trình diễn làm việc tại đây với anh. Tôi đứng như trời trồng, không ngờ là mình lại được may mắn như thế. Đi phép 2 tuần thì tôi ham, nhưng về làm việc ngay tại cái hang cọp này thì tôi ớn lắm.
Đời trai tôi đang còn thích bay nhảy, làm sao mà ngồi một chỗ được. Tôi làm gan, nói lớn với vị chỉ huy. Thưa đại tá, tôi không dám xin đi phép, chỉ xin đại tá cho tôi được trở về đơn vị cũ. Ông đại tá cười sang sảng. Ha, đúng như anh nghĩ, chúng mày bảnh thiệt. Vậy thì anh cho chúng mày 14 ngày phép lãnh lương liền, sau đó về lại căn cứ Vàng Phao, nghe chưa? Tôi bay liền lập tức ra khỏi bộ chỉ huy. 2 tuần lễ nghỉ phép đặc biệt thật là hạnh phúc. Tôi trở về thăm cha mẹ, anh chị em, đi phố chơi với người yêu, đủ cả mọi thứ, tiền bạc xài trũng rỉnh. Hết phép tôi lại trở về vùng rừng núi đầy sương mù, nơi đất Lào xa xôi cách trở. Đầu năm 1964, toán tình báo của chúng tôi được lệnh đi Nghệ An một lần nữa. Lần này nhiệm vụ hơi nhiều. Chúng tôi phải tìm hiểu chung quanh tỉnh Nghệ An có cả thảy bao nhiêu bồn chứa xăng, đã gắn bao nhiêu dàn radar, lấy tin tức chính xác về đập nước Linh Cảm, những nơi có thể đặt bom để phá hủy đập nước này. Tin tức được lấy đầy đủ, tôi báo cáo rõ ràng mọi chi tiết cho trung tâm và được lệnh trở về. Tôi cho anh em biết địa điểm tập trung, nói họ cứ đi trước. Tôi còn một nhiệm vụ nữa phải làm, sẽ tới sau. Địa điểm tới của tôi đến là nhà thờ Vinh, thăm cha xứ để làm quen và mời cha làm đầu cầu liên lạc mới, vì cha là người nổi tiếng chống cộng ở ngay tại miền Bắc Cộng sản. Tôi mua vé xe khách vào Vinh, rồi đi bộ tới nhà thờ. Vừa đi được khoảng vài bước, tôi có linh cảm là đang bị theo dõi. Trước khi lên xe, tôi đã giấu máy truyền tin ở một nơi rất kín, chỉ mang theo người giấy tờ tùy thân, giấy giả và khẩu súng phòng thân mà thôi. 2 tên công an mặc thường phục đã đến sát bên tôi rồi. Tôi muốn rút súng ra bắn tụi này rồi chạy thoát thân. Nhưng súng chỉ dùng khi mình có cơ hội chạy thoát mà thôi. Bây giờ tôi đang ở trong thành phố. Có bắn chúng nó thì cũng không biết chạy đi đâu. Thôi thì tới đâu hay tới đó. 2 tên công an tới sát bên tôi. Một tên chỉ súng, tên kia hỏi giấy đi đường của tôi. Tôi bình tĩnh đưa tay vào trong áo, tính rút súng ra bắn thằng cầm súng rồi áp đảo thằng kia. Nhưng chúng nó không phải có 2 tên, mà còn nhiều tên bên cạnh đó nữa. Chúng nhào vô đẩy tôi ngã xuống đất rồi còng tay bịt mắt tôi ngay lập tức. Một tên mò trong người tôi, lấy được khẩu súng và giấy tờ, hắn kêu lên mừng rỡ. Ê, biệt kích miền Nam, bắt được rồi. Về tới đồn công an, thay vì đánh đập tra tấn, bọn chúng để tôi ngồi yên trong phòng giam, gọi điện thoại đi tứ tung. Sáng sớm, một đám công an mới tới, có vẻ là cấp lớn hơn. Chúng dắt tôi ra bắt đầu thẩm vấn, càng trễ càng tốt. Giờ này thì các toán viên của tôi đã an toàn lên trực thăng rời khỏi Nghệ An rồi. Một tên hỏi dằn mặt tôi ngay lập tức. Tôi có danh sách 6 người biệt kích miền Nam hoạt động trong vùng này, chỉ có trưởng toán mới được quyền đi vào thành phố. Anh tên là Nguyễn Văn Hình, phải không? Đây chắc là đám chống tình báo của Việt Cộng. Tôi không ngờ là bọn chúng có đầy đủ tên họ của cả toán biệt kích, lại có tên thật nữa. Chối cũng vô ích, tôi nhận là đúng tên tôi. Bọn chúng hỏi ngay mấy truyền tin của tôi. May mắn là tôi không mang theo, nên khai là bị thất lạc ở trong rừng rồi. Bọn chúng hỏi số mật mã liên lạc với Trung ương, tôi trả lời thật dễ dàng. Nhiều số lắm tôi không nhớ hết được nên đã ghi vào mảnh giấy gắn vào máy truyền tin. Bọn chúng hỏi rất nhiều, đa số là tôi khai không nhớ, không biết. Cho dù là có biết tôi cũng không khai. Vì biết rằng lời khai của tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho những toán đi về sau. Thấy tôi không khai, bọn chúng đổi chiến thuật. Mỗi ngày đưa tôi đến một địa điểm khác nhau, đa số là nhà của dân ở, rồi nói với tôi. Trong tù không có nhà tù nên không biết đem anh giam ở đâu cả, chỉ để anh ở chung với dân mà thôi. Nhưng tôi biết đám dân này toàn là công an đội lốt cả. Chúng nó cứ hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn, rồi xen kẽ vào những câu hỏi nghề nghiệp, làm cho tôi phải cố gắng lắm mới không tiết lộ bất cứ những điều gì cần phải giấu. Cuối cùng, vào khoảng tháng 4 năm 1964, bọn chúng lôi tôi ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Kết án tôi là gián điệp biệt kích miền Nam và cho tôi bản án tù chung thân. Xử xong, chúng mới đem tôi ra mà làm thịt. Chúng đánh tôi như tử, không khai câu nào, đánh câu nấy.
không nói tiếng nào, đánh tiếng đấy. Chúng đánh tôi mềm người, trột mới xách lên xe đưa đi giam tại trại cổng trời. Trại tù cổng trời không biết được xây từ lúc nào. Chắc là do thực dân Pháp xây để giam giữ những nhà ái quốc chống lại chúng. Đó là một trại tù rất kiên cố, xây bằng đá xanh, hàng rào phía bên ngoài cũng bằng đá tảng, cao, cao lắm, cao bút tận trời, khoảng 4 mét gì đó. Bên trên lại giăng dây kẽm gai nữa, chỉ có một cổng duy nhất đi vào mà thôi. Bị nhốt ở đây thì không có cách chi mà vượt ngục, trừ khi vượt ngục bằng cửa chính. Trại giam cổng trời nằm trong địa phận huyện Đồng Văn, là một trong số 10 huyện của tỉnh Hà Giang. Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang, về phía bắc Hà Giang giáp tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây nước Tàu. Trại cổng trời chỉ cách biên giới Việt Nam Trung Cộng độ 10 cây số đường chim bay. Tôi bị biệt giam ngay từ khi tới trại. Ban ngày tôi được tự do đi tới đi lui trong phòng, ban đêm chúng cùm tôi lại cho tới sáng mới mở ra. Trại tù cổng trời ở Hà Giang. Thời gian đầu, mỗi khi đêm xuống, tôi không tài nào ngủ được. Tôi có cảm giác như người bị hỏng chân, không tin rằng mình đã bị bắt. Tôi nhớ lại từng hành vi cử chỉ khi đang hoạt động ở Nghệ An. Tôi đã nhảy xuống vùng này nhiều lần, đã quá quen thuộc với đường đi nước bước rồi. Tại sao lại để bị bắt? Có thể vì đã quá quen nên tôi đã bị sơ hở. Tôi hối tiếc. Vì lẽ ra tôi không nên đi xe ca vào buổi sáng, mà nên đi vào buổi trưa hoặc chiều. Vì lúc đó bọn công an đã trở về trại rồi. Nhưng tôi lại tự trả lời. Nếu tôi vào thành phố trễ, sẽ khó gặp cha xứ, vì cha sẽ phải đi thăm các con chiên trong họ đạo. Hối tiếc thứ hai của tôi là, cũng đáng lẽ ra tôi không cần phải đi gặp cha xứ ngay trong lần này. Vì việc tới gặp cha xứ chỉ là tự nguyện, trong trường hợp có thể làm được mà thôi. Chỉ vì tôi đã quá tôn trọng nhiệm vụ nên đã liều mạng dùng xe ca để di chuyển. Nếu tôi không đi gặp cha xứ chắc chắn tôi đã không bị bắt rồi. Trong khi ngồi trên xe ca, tôi quan sát. Thấy người dân Nghệ An trên xe đều mặc quần áo giống tôi. Đồng phục công nhân màu xanh biển, nhưng chiều cao thì thấp hơn tôi. Có thể chính cái vóc dáng này, cao 1m76, đã làm cho tôi khác với mọi người trong xe, nên bọn công an mới để ý và bắt tôi. Trong thời gian bị chúng hỏi cung, tôi cũng đã trốn thoát một lần. Nhưng tại sao tôi lại bị chúng bắt trở lại? Khoảng 2 tuần lễ sau khi bị bắt, chúng giữ tôi tại những căn nhà gọi là nhà dân và không còng tay còng chân tôi gì cả. Một hôm, nhân lúc chúng vừa cho tôi ăn chiều, lo thu dọn đem đi, thì tôi tàn tàn đi theo chúng nó, thoát ra ngoài, đi thẳng luôn xuống cuối phố, tìm đường đi về miền núi. Tôi vừa trốn vừa đi, được 3 ngày thì tới vùng núi non, coi như là thoát rồi. Chỉ cần leo lên tới lưng chừng núi là tôi sẽ tìm cách liên lạc với máy bay trực thăng để họ đón tôi về. Nhưng mà tới lúc đó thì tôi mệt quá rồi. 3 ngày không ăn không ngủ, tôi kiệt lực gục xuống một gốc cây thiếp đi. Tới khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy bọn công an đang chĩa súng vào đầu tôi. Chân chúng đang đạp lên ngực tôi. Thế là tôi bị lại vào tù. Trên đường bị giải đi, tôi thoáng thấy đám trẻ chăn trâu đang nhìn tôi mà chỉ trỏ. Thật ra cái đám con nít này đã thấy tôi đi báo với công an. Thôi thì cũng là số mạng đã an bài, tiếc nuối làm gì. Mình đã làm trọn nhiệm vụ của một người biệt kích. Mình không làm điều gì sai trái, không để phiền lụy gì tới người khác. Hãy hãnh diện vì công việc mình đã làm. Suy nghĩ như vậy rồi tôi chấp nhận với số mạng. Ở một thời gian trong trại giam, tôi đã có dịp quan sát trại tù. Phòng giam của tôi rất nhỏ, chiều dài khoảng 2,5 m, chiều rộng khoảng 2 m gì đó. Tôi chỉ phòng chừng không có nhớ rõ. Ba phía phòng giam là tường xây bằng đá tảng, đằng trước là cửa gỗ. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy trại giam chia làm 2 dãy phòng đối diện nhau, cách nhau bằng một lối đi khoảng 1 m. Tôi đã tìm cách liên lạc với anh em tù bên cạnh tôi và đối diện với phòng giam của tôi. Đối với người tù ở hai bên cạnh, tôi dùng muỗng bằng sắt, cạo lớp vôi giữa 2 viên đá rồi gõ vào đá, theo kiểu truyền tin Morse. May mắn thay, người tù kế bên cũng là một biệt kích, nên đã trả lời lại cho tôi. Anh này đã bị tù trước tôi, nên đã cho biết.
Có khoảng 40 biệt kích bị giam ở đây. Phần còn lại là những người dân miền Bắc bị bắt vì lý do chính trị. Những tu sĩ Công giáo và Phật giáo bị bắt trong chính sách diệt trừ tôn giáo của Việt Cộng. Một hôm sau khi nhận phần cơm, bọn cai tù đóng cửa bỏ đi, tôi thoáng nghe một giọng nói thật nhẹ nhàng. Bị bắt lâu chưa? Tội gì mà vào đây? Lời nói như gió thoảng, tôi không nghe rõ cho lắm và cũng không biết là ai nói với ai. Nên tôi giữ im lặng để cố nghe lại và tìm hiểu xem lời nói đó xuất phát từ đâu. Giọng nói lại phát ra, lần này tôi nghe rõ, phát ra từ phòng giam đối diện với tôi. Bị bắt lâu chưa? Tôi vội vàng đứng thẳng lên, kê miệng vào khe hở của cánh cửa phía trên, trả lời vừa đủ nghe. Tôi bị giam ở đây khoảng 6 tháng rồi. Tội gì mà vào đây? Tôi là biệt kích miền Nam, nhảy ra Bắc bị bắt. Còn tôi là giám mục Công giáo. Thưa cha, con cũng là người theo đạo Công giáo. Thế là chúng tôi quen nhau và tiếp tục nói chuyện với nhau rất là tâm đầu ý hiệp. Tôi được biết cha tên là Nguyễn Văn Vinh. Tôi và cha Vinh đã có đôi lần cầu nguyện chung với nhau. Đương nhiên là vào ban đêm. Vào một buổi sáng khi bọn cai tù đi giao cơm, tôi nghe tiếng chúng mở cửa phòng của cha Vinh và nghe những lời đối thoại sau đây giữa người tù giao cơm và tên cai tù. Sao không thấy nó cựa quậy? Đi vào xem nó ra sao. Nó chết rồi. Tới giờ này mới chịu chết. Thôi được rồi, đóng cửa lại, không cần giao cơm nữa. Khi bọn chúng đi rồi, tôi cố gọi cha Vinh. Cha ơi, cha Vinh ơi, cha còn sống không? Trả lời cho con đi. Tôi gọi cha Vinh nhiều lần nữa, nhưng cha Vinh không bao giờ trả lời tôi nữa. Tôi nhớ thời gian đó là khoảng cuối năm 1964. Ghi chú. Ông Mặc Lâm, biên tập viên Đài Á Châu Tự Do. Đã phỏng vấn quý ông Phùng Văn Tại và Kiều Duy Vinh như sau. Ông Phùng Văn Tại, một giáo sư dạy môn giáo sự văn chương trong chủng viện, ông kể rằng, ngày 24 tháng 12 năm 1959, tức là chiều hôm trước chuẩn bị trang trí nhà thờ chính tòa để đón Noel, thì Ủy ban Liên lạc Công giáo, tức là Ủy ban Đoàn kết Công giáo, đến gây chuyện tranh giành việc trang trí nhà thờ. Tranh giành như thế, cha chính Vinh cho kéo chuông. Hai cái tháp nhà thờ chính tòa của Hà Nội có 6 quả chuông. Cha chính Vinh cho ca đoàn lên kéo cùng một lúc. Cứ như thể một cuộc báo động lớn năm 1959. Cho nên kinh khủng lắm và họ hô nhau đến bắt cha chính Vinh. Có thể nói cha chính Vinh là nạn nhân đầu tiên trong chính sách xóa sổ thầm lặng đạo Công giáo mà chính quyền Hà Nội hướng tới. Linh mục Nguyễn Văn Vinh do quá cương quyết và không chịu khuất phục đã âm thầm chịu chết sau đó trong trại giam cổng trời. Bắt cha chính Vinh xong, họ bắt một số cao viên, có những người mới 16-17 tuổi. Cha chính Vinh bị bắt và cuối cùng ngày bị đày lên cổng trời. Cổng trời là một cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi. Cùng với cha Lương Huy Hân, cái chết của cha chính Vinh là như thế. Đại quý Kiều Duy Vinh, khóa 4 Đà Lạt kể lại rằng, tôi tên là Kiều Duy Vinh, sinh năm 1931 tại Hà Nội. Tôi học trường Chu Văn An, thế rồi giữa năm 1950 và 1951, tôi học ở trường Sĩ quan Đà Lạt khóa 4. Tôi ra trường và đến năm 1954, tôi là đại quý tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 74D Việt Nam, ở khu chính Linh Trang thuộc địa phận Hải Phòng. Vào năm 1954, tôi là con một. Tôi không đi di cư và ở lại miền Bắc. Tới năm 1959, tôi bị bắt đi tù. Tôi tình nguyện thứ nhất 10 năm từ 1959 tới 1969 tại trại cổng trời. Ở đó tôi gặp tất cả những người tử tù, đặc biệt là 72 người đầu tiên. Tôi lên cùng anh Nguyễn Hữu Đăng. Ông là người từng lãnh trọng trách tổ chức buổi lễ tuyên bố độc lập cho chính phủ Hồ Chí Minh. Ông cũng là con chim đầu đàn của phong trào nhân văn giai phẩm, bị bắt khi phong trào này đòi quyền tự do sáng tác. Chỉ còn mỗi tôi và anh Đăng còn sống, còn 70 người còn lại chết cả trên trại cổng trời. Trại cổng trời là một cái địa danh mà dân gian đặt ra.
vì ở đấy nó là một cái dốc cổng trời. Còn địa danh do Bộ Công an Cục Lao cải thì tên chính thức của nó là C65HE, Công trường 75A Hà Nội. Không ai biết địa điểm của nó ở đâu. Người ta muốn hỏi trại cổng trời ở đâu thì đến Hà Nội. Hỏi Bộ Công an và Bộ Công an thì đấy, địa chỉ đấy. Trước năm 1959, tôi với anh đang lên thì hầu như không có đường. Người ta chở chúng tôi tới Hà Giang rồi đi một đoạn nữa, rồi đi một đoạn nữa. Cứ thế, lúc ấy tôi đã là một sĩ quan rất biết địa hình lắm, mà vẫn không biết vị trí thật của nó ở chỗ nào. Tôi được ở đấy 10 năm từ 1959 cho tới 1969, thì tôi được thả về. Đến đầu năm 1966, thì bọn chúng đưa chúng tôi ra giam ở phòng tập thể, từ 6 người trở lên và bắt đầu cho học tập chính trị. Tôi nhớ bài học đầu tiên là tiến bộ xã hội chủ nghĩa Liên Xô. Bọn chúng tập trung anh em tù đủ mọi thành phần, từ biệt kích cho tới tù chính trị, tôn giáo. Khoảng cả trăm người ngồi đầy chật cả hội trường. Tên cán bộ Phùng Mang trợn mắt kể. Ở một nhà máy đóng hộp thịt bò, người nông dân dắt con bò vào để làm thịt bò đóng hộp. Từ lúc dắt con bò vào cho đến khi giết bò cạo lông, mổ bò chia ra từng bộ phận rồi đóng hộp. Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó người nông dân đem về cả một bao đầy những hộp thịt bò đã đóng hộp xong để phân phối cho các hợp tác xã của mình. Đến phần thảo luận mà bọn chúng gọi là thu hoạch, tất cả chúng tôi phải đưa ra những lời phát biểu để chứng tỏ rằng mình đã hiểu sự tiến bộ của xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên bang Xô Viết. Đến phiên tôi lên phát biểu trước mặt mọi người, tôi đã kể lại sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa như sau. Liên bang Xô Viết rất là tiến bộ, nhất là trong lĩnh vực máy móc cơ khí, đến nỗi các kỹ sư có thể làm sống lại một con bò đã được xẻ ra làm thịt hộp. Hồi ở miền Nam, tôi được đưa đi du học ở Tây Đức. Ở Tây Đức có rất ít bò, cho nên họ đã mua được một xưởng tái tạo thịt bò của Liên Xô. Người nông dân đi mua tất cả những hộp thịt bò do nhà máy đóng hộp thịt bò sản xuất ra, đem vào xưởng tái tạo. Người công nhân bỏ tất cả các hộp thịt bò vào trong cái máy tái tạo. Chờ chừng nửa tiếng sau, dắt ra một con bò nguyên vẹn, đang nhai cỏ, giao lại cho người nông dân. Tôi kể câu chuyện tiến bộ của xã hội chủ nghĩa này bằng một giọng rất là khâm phục và kính nể, nên bọn cán bộ cứ đứng ngạch mặt ra mà nghe, để khâm phục tiếp cho tôi. Những nhà tu hành, những tù nhân chính trị không quen với lối nói chuyện của tôi, nên họ cũng ngồi im lặng, bán tín bán nghi. Nhưng những anh em biệt kích của tôi thì phá lên cười, họ vừa vỗ tay tán thưởng ưu việt của xã hội chủ nghĩa, vừa ôm bụng cười nghiêng cười ngửa, cười như chưa bao giờ được cười. Mãi một lúc sau, những người tù khác mới hiểu ra rằng, chẳng những thế nào, cái chuyện dắt một con bò vào hãng, nửa tiếng sau đem về một rổ thịt bò hộp. Muốn làm ra thịt bò hộp phải đi qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn ở một hãng khác nhau và mỗi hãng làm một lượt cả trăm con bò, chứ không thể nào làm từng con bò một, và cũng không thể nào lấy thịt bò đã đóng hộp để mà trộn nó lại để làm nó trở thành một con bò sống bình thường được. Tới lúc đó họ mới rủ nhau cười lên ồ ồ. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.